Rồi, chào mừng quý vị, quý vị đến với video Đức Phúc Trần. Chiều nay thì xin mời quý vị cùng với Đức Phúc Trần tôi, chúng ta sẽ tham quan một du lịch mà hầu như bất kỳ du khách nào đến với thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định thì đều ghé tham quan thưởng ngoạn. Thì đó là cái khu du lịch Rạch Ráng, thưa quý vị, nơi mà có được cái bãi tắm hoàng hậu, cũng như là đây là một cái đồi thiên nhân nơi có mộ của nhà thơ Hàm Sĩ. Thưa quý vị, hiện tại bây giờ cái khu du lịch Rạch Ráng này đang được trùng tu sửa chữa, cho nên là không có bán vé trong khu du lịch này. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên cùng với Đức Phúc Trần tôi để chúng ta tham quan nhé. Thưa quý vị, chúng ta lên cái đồi này. Đây là đồi thiên nhân, nơi mà nhạc sĩ Nhật Trường hay Trần Thiện Thanh, lúc ông 22 tuổi ông lên ông tham quan viếng mộ nhà thơ Hàm Tử thì ông đã sáng tác ra bài hát Hàm Mạc Tử. Và ở đây thì quý vị, ngoài viếng ngôi mộ Hàm Mạc Tử, một nhà thơ tài hoa nhưng mà vắng số, ông sinh năm 1912 và mất năm 1940, hưởng dương 28 tuổi, nhưng lượng văn thơ để lại cho đời của ông thì rất là nhiều. Và ông là một trong những nhà thơ đi đầu trong phong trào thơ mới, thơ tình cùng thời với Lưu Trọng Lư vân vân. Mà có dịp thì Đức Phúc Trần tôi đã có chia sẻ với vị những cái clip trước rồi. Có hai cái bài thơ của ông mà đã được đưa vào giảng dạy trong văn học Việt Nam. Một đó là bài Mùa Xuân Chính, và thứ hai đó là bài Đây Thôn Vĩ Dạ. Ngoài ra thì quý vị sẽ đến với một cơ sở của nghệ nhân Vũ Kha, người nổi tiếng về bút lửa. Hả chú? Dạ, lâu quá mới có dịp ra. Nói đoàn lại nghe cũng mệt. Dạ rồi. Để đoàn lên tham quan mộ cái đầu con sống ha. Rồi, nói đoàn xuống dù kia. Dạ, cảm ơn chú. Sáng xuống tập trung lại nghe hết. Dạ rồi. Quý vị, trước màn hình đây, quý vị đang thấy đây là nghệ nhân Vũ Kha, người nổi tiếng về thắp bút lửa. Bây giờ xin mời quý vị cùng lên viếng tham quan mộ Hàm Mạc Tử trước. Đó, chúng ta sẽ xuống và nghe chú Vũ Kha giới thiệu đôi nét về nhà thơ Hàm Mạc Tử một cách rất là cặn kẽ, bài bản, chi tiết.
em nha, em nha. Ồ, 3:30 thì nhiều quá, 2:30 thì còn ok. Cái câu đường lên dốc đá lưới đi sân tài nhớ câu chuyện xưa là phải đó là cái câu thì anh biết đi thả 2:30 ok. Anh chưa sao giờ chứ giờ 3:30 thì nó lố mình. Anh cứ tính đi ha, anh tính nha. Thưa quý vị, rất tiếc là bãi tắm Hoàng Hậu thì bây giờ nằm trong khu vực rành rắn này, cho nên là họ đang sửa chữa, chúng ta không có xuống, chúng ta không quan được. Đây là nơi mà vua Đại từng dư vi hành đến khu vực biển miền Trung này. Và khi ông vi hành thì có mang theo cái người ông rất yêu thương, đó là Hoàng hậu Nam Phương, người mà có quê gốc ở tại khu vực ở huyện Gò Công của tỉnh Tiền Giang. Và đây là tương truyền nơi mà Hoàng hậu đến đây và đã từng tắm ở khu vực này nên gọi là bãi tắm Hoàng hậu. Và khu vực đó là cái có nhiều cái tảng đá tròn tròn nên gọi là bãi trứng. Bây giờ xin mời về xã tập trung để chúng ta cùng nghe nhà thơ Vũ Kha, nghệ sĩ Vũ Kha sẽ giới thiệu nhé. Với niềm đam mê thì Vũ Kha đi gặp hết tất cả những người yêu bạn thân hàng tử và cũng là được hội nhà văn Việt Nam cho ra sách để giới thiệu. Chính vì đam mê mà Vũ Kha đã tình nguyện ở bên mộ nay là 36 năm rồi để hàng ngày hương khói âm chế tạo cái bút lửa để viết thơ truyền bá, cho nên báo chí gọi là người dự lửa thơ hàng và thơ hàng sẽ cháy mãi với bút lửa Vũ Kha hay là các đài truyền hình V1 nay chiếu đó. Thì với niềm đam mê Vũ Kha đi gặp tất cả những người yêu hàng tử, bạn bè hàng tử đi tìm gặp bà chân dung của ông và cũng đã được hội nhà văn của Việt Nam cho ra sách rồi chỉ giới thiệu. Đến quân nhân cho biết là đây là tư liệu hình ảnh Hàn Mặc Tử và năm người tình của nhà thơ. Một người có tài có đức như Hàn Mặc Tử thì được rất nhiều người phụ nữ mến mộ. Năm cái hình này thì Vũ Kha đi sưu tầm, lúc ấy các vị còn trẻ. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, tên thánh là Francisco, ông theo đạo Công giáo. Sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại Đồng ở Quảng Bình. Hàn Mặc Tử có duyên với bốn chữ Bình, sinh tại Quảng Bình, làm báo ở Tân Bình, có người yêu ở Bình Thuận và mất tại Bình Định. Năm 1932, Hàn Mặc Tử vừa tròn 20 tuổi bước vào đời làm việc tại Quy Nhơn. Có yêu người yêu được gọi là mối tình đầu. Đây là hình ảnh người yêu đầu tiên. Bà Hoàng Thị Kim Cúc, gốc Huế, sinh năm 1913. Bà bị mất năm 1989, thọ được 76 tuổi. Bà là người duy nhất trong năm người này không lập gia đình. Đến năm 1935, Hàn Mặc Tử vào Sài Gòn làm báo có yêu người yêu thứ hai. Đó là một hình ảnh rất quen thuộc với chúng ta. Nữ sĩ Mộng Cầm, gốc Quảng Ngãi, sinh năm 1917. Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm đã đi chơi rất là nhiều lần ở Mũi Né, cách thành phố Phan Thiết 22 cây số, đi về hướng đông. Câu chuyện tình này đã được ca sĩ Nhật Trường, tức là nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ông cũng viết lên bản nhạc để đời, đó là bản nhạc Đường Lên Dốc Đá Nhớ Xưa Ai Người Đã Một Lần Đến. Bản nhạc đó ra đời vào năm 1964, lúc ấy ca sĩ Nhật Trường mới 22 tuổi sáng tác. Mối tình của Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm đang nồng thắm thì Hàn Mặc Tử lâm vào bệnh phong, tức là bệnh cùi, miền Bắc gọi là bệnh cùi đó, một bệnh nan y từ bây giờ, cho nên mối tình tan vỡ. Hàn Mặc Tử phải quay về Quy Nhơn chữa trị. Đất Quy Nhơn gầy đón tình chàng đến, Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc đủ cho nhau mà thôi. Mối tình chia tay, Hàn Mặc Tử đau thương về mặt tình ái có ra nhiều bài thơ, ví dụ người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ, đó là hai câu trích bài Những Giọt Lệ. Và đây là tư liệu hình ảnh nữ sĩ Mộng Cầm, cứ mỗi năm thì Vũ Kha lại vào thăm Mộng Cầm. Hình này Vũ Kha chụp tại nhà bà Mộng Cầm lúc ấy thăm bà năm 2006 tại Bình Chánh. Bà mất cuối năm 2007 tại Bình Thuận, bà thọ 90 tuổi. Lúc chia tay Mộng Cầm thì có một nhân vật thứ ba. Đây là tư liệu hình ảnh người thứ ba, Mai Đình gốc ở Thanh Hóa, sinh năm 1919. Sau khi đập hợp Gái Quê của Hàn Mặc Tử xuất bản đầu tiên vào năm 1936,
Mai Đình đem lòng yêu thương Hàm Bà Tử. Bà là người trực tiếp ra quy nhân nuôi Hàm Bà Tử, nhưng vì mặc cảm bệnh tật, ông né tránh và từ chối. Và đây là tư liệu hình ảnh Mai Đình 75 tuổi ra thăm người yêu lần cuối. Hình này được khai chụp Mai Đình tại mộ Hàm Bà Tử vào năm 1995. Bà về thành phố Hồ Chí Minh mất năm 1999 tại cư xá Ngân Hàng. Bà thọ 80 tuổi. Trong năm người tình Hàm Tử hiện nay còn một người sống duy nhất, đó là cô Trần Thương Thương, đang định cư tại Mỹ ở Tây Ban Cali. Cô này ở tuổi 95 rồi mà Vũ Kha đã liên hệ để cô gửi hình về làm một quyển tư liệu. Ngày 20 tháng 9 năm 1940, năm Canh Thìn, mùa thu định mệnh, Hàm Tử đã vào tại Phong Quy Hòa cách đây 3 cây số để điều trị phong. Sau 52 ngày đêm điều trị, Hàm Tử mất tại căn phòng này vào ngày 11 tháng 11 năm 1940. Nhà thơ Hàm Tử hưởng dương 28 tuổi, nửa đời người chưa qua hết. Và trong tại Quy Hòa đây là tượng. Nằm trong đây được 19 năm thì đến ngày 13 tháng 2 năm 1959, người em trai là Nguyễn Bá Tiến cùng người bạn thân là Quách Tấn giờ thi hài Hàm Tử cách đây 3 cây số về gần ráng. Từ đây chúng ta bước lên 57 bậc tam cấp. Chúng ta sẽ tới ngôi mộ Hàm Tử dưới vầng tay Đức Mẹ Maria. Hàm Tử ra đi với lứa tuổi thanh xuân mất 28 tuổi, nửa đời người chưa có hết. Nhưng ông đã hoàn thành sứ mệnh của một thế nhân, để lại cho nền văn học Việt Nam của chúng ta một đời thơ, nửa đời người một đời thơ. Hiện đây cái hai bài đưa vào chương trình giảng dạy mà tất cả học sinh Việt Nam ai cũng biết, đó là bài Ở đây thôn quỷ dạ. Nhưng xưa nay chúng ta thiếu chỗ học đây thôn quỷ dạ thôi. Vũ Kha nghe đó là bài đó là gửi cho người yêu đầu tiên Hoàng Thị Kim Cúc ở Vị Dạ Đập Đá Huế. Đích thân Vũ Kha tới nhà cô Cúc. Và đây là chữ viết tay của Hàm Tử là Ở đây thôn quỷ dạ mới đúng, chứ không là đây thôn dạ. Đây Hàm Tử ký tại Hoàng Thị Kim Cúc. Và bài Mùa Xuân Chín. Ngoài hai bài thơ đưa vào chương trình giảng dạy, đến với Quy Nhơn viết một nhà thơ lớn đất nước Việt Nam, chúng ta cần đến với một tài năng của ông qua hai bài thơ Đi Thuyền và Cửa Sổ Đông Kia. Một cặp thơ độc đáo. Độc đáo như thế nào? Mình có thể đọc từ chữ đầu đến chữ cuối, rồi chúng ta đọc ngược lại từ chữ cuối, đọc lộn lên tới chữ đầu tiên. Về tới cái gọi là thuận nghịch đọc. Làm một bài thơ đã khó, các anh chị mà làm kiểu này rất khó. Chỉ có nhà thơ Hàm Tử được đứng cao thơ ca Việt Nam mới làm được cặp thơ này thôi. Và cặp thơ này thì theo nguyên các nguyên tố quốc gia, ví dụ là chủ tịch nước rồi đến đây nghe tôi nói chuyện cũng là thánh biệt theo rồi. Còn đây là học bạ của nhà thơ thì không nói bằng lời được. Ba chữ ký cuối đời của nhà thơ Hàm Tử ra sao thì Vũ Kha đã đi tìm được hết. Đây là chữ viết tay của Hàm Tử. Và Vũ Kha sẽ đọc hai bài thơ độc đáo nhất cho các anh chị đón chúng ta nghe. Bài thứ nhất, Cửa Sớm Kia. Hoa cười nguyệt loại cửa lòng gương, lạ cảnh buồn thêm nỗi vắng vương. Tha thiết liễu yên hồ gợn bóng, hững hờ mai trọn gió đưa hương. Xa người như cánh tình lai láng, thân bạn ngâm thơ rượu bẻ bàn. Qua lại ý ngàn dâu ủ lá, hòa đàn sẵn có dế bên đường. Đặc biệt là tai nén Hàm Tử là ngược lại như thế này nè. Từ bên dế tới sẵn đàn hòa, lá ủ dâu ngàn yến lại qua. Bàn bẻ rượu thơ ngâm bạn vắng, lãng lai tình cảnh dở người xa. Hương đưa gió thoảng mai hờ hững, bóng gợn ngộ yên liệu thiết tha. Phương vắng nỗi thêm buồn cảnh lạ, gương lòng cửa rọi nguyệt cười hoa. Đó là bài thứ nhất. Và bài thứ là Đi Thuyền. Bài Đi Thuyền cũng như Cửa Sông Quê là thuận nghịch đọc, một tài năng độc đáo. Bèo trôi nước chợ sóng mênh mông, cỏ mọc bờ xa bóng liễu trong. Chèo vững thức qua vờ khổ hải, chí bền chàng đến Phật trung không. Theo làm nguyệt sẻ mây mờ mịt, họa đáp tông reo trống não nồng. Neo thả đi đâu nơ định trước, bèo trôi nước giận sóng mênh mông. Đặc biệt là ngược lại, mong manh sóng giận nước trôi bèo, trước định nơi đâu biết thả neo. Nồng nạo trống reo trong đáp họa, mịt mờ mây sẽ nguyệt làm theo. Không thân phần đất chàng bền chí, hải khổ vừa qua thức vững chèo. Trong điệu bóng xa bờ mọc cỏ, mong manh sóng giận nước trôi bèo. Dạ, đang hết rồi. Các anh chị có nhu cầu, ví dụ như lấy sách thơ thì chính tác giả Vũ Kha sẽ ký một nguyên tư liệu đầy đủ hết. Chính nhập tịch được tác giả đó, Vũ Kha sẽ ký đầy đủ cho các anh chị. Rồi. Vậy là mình thích bài Cuộc Sớm Lên Khi Đi Khi đó. Đây là thơ văn bình lửa là đặc trưng mọi nơi đó không đó. Các anh chị nào lấy sách thơ là tác giả nội ký cho một quyển gì đó đầy đủ hết. Nó khác hơn mọi nơi là vẽ đầy đủ hết. Ok. Dạ rồi. Anh nói tên. Anh lại nói đọc tên. Không bao nhiêu mà đã một cái tư là đến Quy Nhơn để gặp được. Thưa quý vị, hiện tại bây giờ cái ban quản lý của khu lịch Rành Ráng này họ đang trùng tu sửa chữa, chính vì thế là
du khách không có còn xuống cái bãi biển Hoàng Hậu ngắm nhìn như phía trước nữa. Cho nên bây giờ Đức Phú Trần tôi xin mời quý vị cùng ngắm nhìn từ cái view này để chúng ta ngắm nhìn cái khu vực bãi biển Hoàng Hậu từ cái khu vực này. Và ở đây đó thì Nam Phương Hoàng Hậu từng đến đây, chính vì thế là mới gọi là bãi tắm Hoàng Hậu. Và có cái bãi trứng, bãi trứng tức là ở đó có nhiều cái tảng đá tròn nhẵn giống như những cái quả trứng nên gọi là bãi trứng. Thì người ta nói vui rằng là thế thì ngày xưa Hoàng Hậu ngồi những bãi đá nào tắm, thì bây giờ mình nhìn coi tảng đá nào, chỗ nào láng láng là chỗ đó Hoàng Hậu ngồi tắm chỗ đó. Và thưa quý vị, ở đây thì Bảo Đại cùng với Nam Phương Hậu thì có ba người con gái, hai người con trai. Và một trong những tên của những cô con gái công chúa đó thì đã được đặt cho cái khu vực này, đó là công chúa Phương Mai. Thì được đặt cho cái bán đảo Phương Mai. Khi quý vị đi Cù Lao Xanh vân vân thì chúng ta sẽ đến với bán đảo Phương Mai, tên của một vị công chúa con gái của Vũ Đại và Nam Phương Hậu. Thế vậy đây là cái bãi tắm Hoàng Hậu, bây giờ khu vực bây giờ nó còn như thế này. Và xa xa về ta phải, nhưng mà do như Đức Phú Trần tôi vừa chia sẻ là do bây giờ người ta đang quy hoạch, người ta đang xây dựng sửa chữa cho nên chúng ta không có thấy được hết. Còn đây thì xin mời quý vị ngước nhìn về bãi biển của thành phố Quy Nhơn. Thưa quý vị, mùa biển mùa này ở khu vực Quy Nhơn thì biển lên nước khá là xa, lên cao quý vị. Và đây là cái bãi biển Quy Nhơn như quý vị thấy, rất là sạch đẹp. Rất cảm ơn quý vị đã xem video của kênh Video Đức Phú Trần và đã ủng hộ cũng như góp ý. Thưa quý vị, với video này thì Đức Phú Trần đã đưa quý vị một vòng tham quan về đồi Thi Nhân, là đồi của nơi mà có mộ nhà thơ thi sĩ Hà Mặc Tử. Và chúng ta đã gặp được một cái nghệ nhân giữ hồn thơ của nhà thơ Hà Mặc Tử, đó là người đã giữ lửa của thơ Hà Mặc Tử, đó là nghệ nhân Vũ Kha. Rồi có biệt tài khắc bút lửa trên cổ. Quý vị cũng nghe chú Vũ Kha chia sẻ những cái bài thơ, những người tình của nhà thơ Hà Mặc Tử, những câu chuyện thú vị. Và chúng ta ngắm nhìn lại bãi biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cũng như là ngắm nhìn bãi biển Hoàng Hậu. Đây là một bãi biển mà Nam Phương Hoàng Hậu đã từng đến đây tắm biển thưởng ngoạn, cũng như có được cái khu bán đảo Phương Mai xa xa đây, nằm ở Cù Lao Xanh. Người ta từng nói rằng là Bình Định có núi Phọng Phu, có đầm Thị Nại, có Cù Lao Xanh. Thì ngày mai Đức Phú Trần sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh về đầm Thị Nại, nơi mà đã có một cái vương triều cổ, vương quốc Chăm Pa cổ rất là hùng mạnh ở đây. Đó là cái khu vực thành Đồ Bàn. Và chúng ta sẽ đến với một cái bãi biển cũng nổi tiếng ở khu vực Cù Lao Xanh này. Và bây giờ xin tạm biệt, hẹn gặp lại toàn thể quý vị. Chúc một ngày tốt lành, niềm vui ạ.